Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Điểm danh giám đốc CDC các tỉnh bị khởi tố liên quan công ty Việt Á. Kính thưa quý vị, liên quan đến việc nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, đến thời điểm này, hàng loạt giám đốc CDC ở nhiều địa phương bị khởi tố bắt giam. Cuối tháng 12 năm 2021, Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Đến nay, ngoài Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, lực lượng chức năng đã khởi tố hàng loạt bị can, trong đó có các quan chức của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong vụ án này, nhiều giám đốc CDC ở các địa phương bị khởi tố bắt tạm giam. Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện khám xét nơi làm việc của Đỗ Đức Lưu, giám đốc CDC tỉnh Nam Định và 4 cán bộ của trung tâm để điều tra do liên quan đến vụ kit test của công ty Việt Á. Ông Đỗ Đức Lưu và 4 cán bộ của CDC Nam Định bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 2 năm 2022, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Văn Đức, giám đốc CDC Thừa Thiên Huế để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đây, khi Bộ Công an thông tin Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương liên quan trong vụ Việt Á mua bán kit xét nghiệm COVID-19, ông Hoàng Văn Đức trao đổi và khẳng định với báo chí là không nhận từ công ty Việt Á một đồng nào. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, ông Lâm Văn Tuấn, giám đốc CDC Bắc Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Tuấn đã có hành vi thông đồng, câu kết với Việt Á thực hiện các hành vi trái pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 do công ty này sản xuất. Tổng giá trị các hợp đồng mua kit xét nghiệm giữa công ty Phan Anh, CDC Bắc Giang với Việt Á là hơn 148 tỷ đồng. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An liên quan tới kit xét nghiệm COVID-19 tại công ty Việt Á. Bị khởi tố cùng ngày với ông Nguyễn Văn Định là ông Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng chống dịch COVID-19 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 18 tháng 12 năm 2021, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ. Theo điều tra, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến thỏa thuận và thống nhất về việc công ty Việt Á sẽ chi tiền lại quả cho Phạm Duy Tuyến theo hợp đồng công ty Việt Á được CDC Hải Dương ký kết và thanh quyết toán để có tiền trích phần trăm cho Phạm Duy Tuyến. Phan Quốc Việt đã nâng khống giá đầu vào chi phí sản xuất sản phẩm vật tư, thiết bị của công ty nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, giúp sản phẩm được tiêu thụ nhiều và lợi nhuận lớn. Vụ Việt Á trước khi sổ khám, nhiều giám đốc CDC đều nói mình trong sạch. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ án kit test Việt Á, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 29 người, kỷ luật và đề nghị kỷ luật 11 người. Ở Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế thuộc Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Các bị can này bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại Học viện Quân y, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y về tội tham mô tài sản. Đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị vật tư Học viện Quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố 12 giám đốc, cán bộ CDC các địa phương bao gồm Phạm Duy Tiến, Giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương, Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An, Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương, Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương, Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên phụ trách phòng thí nghiệm CDC Bình Dương, Tiêu Quốc Cường, Phó phòng Tài chính của Sở Y tế Bình Dương, Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang, Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế, Hà Thúc Nhật, Trưởng phòng Tài chính Kế toán CDC Thừa Thiên Huế và Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định. Đồng thời kỷ luật cách chức Giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu. Cảnh báo 4 cán bộ tại Học viện Quân y bao gồm
Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện Quân y, Đại tá Nguyễn Tùng Linh, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Trưởng phòng Tài chính, Thiếu tá Lê Trường Minh, Trưởng ban Hóa dược, Phòng Trang bị Vật tư. Khiển trách 4 cán bộ Học viện Quân y bao gồm Đại tá Phạm Nhật Quang, Chánh thanh tra, Đại tá Chu Đức Thành, Chánh văn phòng, Trung úy Nguyễn Văn Tâm, Chi bộ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Trung úy Nguyễn Thành Trung, Chi bộ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự. Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ Học viện Quân y bao gồm Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự. Đáng nói, trong quá trình cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh, trả lời trên báo chí, Giám đốc CDC một số địa phương từng mạnh miệng tuyên bố là không nhận tiền hoa hồng, lại quả của công ty Việt Á. Nhưng sau cùng, kết quả điều tra của các cơ quan chức năng lại cho thấy hoàn toàn ngược lại so với phát ngôn của họ. Nóng, Ủy ban Chứng khoán thông tin về việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư vụ việc trái phiếu Tân Hoàng Minh. Thưa quý vị, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, căn cứ hồ sơ, tài liệu xác định có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu của các công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, công ty khách sạn Tân Hoàng Minh, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt và công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil. Căn cứ quy định tại luật chứng khoán 2019 trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, ngày 3 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 181 QĐ-UBCK về việc hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự liên quan đến các vi phạm trong hoạt động chào bán, huy động vốn của các nhà đầu tư tại 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 bị hủy bỏ theo quyết định số 181 QĐ-UBCK ngày 3 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do đó, về thủ tục hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư liên quan đến việc hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản đề nghị các công ty liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để giải quyết. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại 0793 688 688 hoặc 055 993 3333 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 25 tháng 4, nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đến trụ sở Bộ Tài chính với mong muốn cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp thúc đẩy quá trình doanh nghiệp hoàn tiền cho các nhà đầu tư sau khi 9 lô trái phiếu bị hủy bỏ theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các nhà đầu tư cũng phản ánh việc hủy phát hành trái phiếu là việc chưa có tiền lệ, đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn bằng văn bản để các nhà đầu tư thực hiện. Về phía Tân Hoàng Minh, ngày 13 tháng 4, tập đoàn này cũng đã có thông báo cho biết tập đoàn đang tích cực tìm kiếm đối tác để bán tài sản được phép và thu xếp nguồn tài chính nhằm sớm hoàn tiền cho khách hàng mua trái phiếu. Trong thông báo về việc thực hiện cam kết và mục tiêu hoàn trả toàn bộ các khoản đầu tư cho khách hàng, Tân Hoàng Minh gửi lời xin lỗi đến khách hàng đã mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu đã bị hủy bỏ theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tập đoàn này cũng cho biết, cùng với sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, Tân Hoàng Minh đang hết sức nỗ lực để duy trì và khôi phục lại hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời, tập đoàn này cũng tiến hành các biện pháp tối ưu để khắc phục hậu quả nhằm thực hiện đúng cam kết và mục tiêu hoàn trả toàn bộ các khoản tiền đầu tư cho khách hàng. Phía Tân Hoàng Minh cũng cho biết đã gửi đơn đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị tháo gỡ các vướng mắc phát sinh từ sự cố đáng tiếc nói trên, trong đó có việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của tập đoàn và các công ty là tổ chức phát hành trái phiếu. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, thời hạn thu hồi trái phiếu đã phát hành và việc hoàn trả tiền cho khách hàng. Ninh Thuận điều tra mua sắm thiết bị y tế với công ty Việt Á. Kính thưa quý vị, theo kết luận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và CDC tỉnh Ninh Thuận đã mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á, với tổng giá trị là 74,4 tỷ đồng. Hai đơn vị này đã thanh toán 14,6 tỷ đồng, còn mượn và chưa có kinh phí để thanh toán 59,8 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận mua và thanh toán 934 triệu đồng, mượn và nợ hơn 3,5 tỷ đồng. CDC Ninh Thuận mua và thanh toán 13,6 tỷ đồng, mượn và nợ 56,2 tỷ đồng.
đối với các khoản mượn vật tư chưa thanh toán, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Sở Y tế tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phương thức thanh toán, hoàn trả số vật tư đã mượn. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu CDC tỉnh Ninh Thuận kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quản lý hồ sơ, văn bản hành chính, văn thư theo quy định. Theo vị lãnh đạo thanh tra tỉnh Ninh Thuận, việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC tỉnh có hợp đồng và mua sắm vật tư, sinh phẩm của công ty Việt Á, đoàn thanh tra chưa thể tiếp cận hồ sơ sổ sách để thẩm tra, xác minh làm rõ do lãnh đạo công ty Việt Á đang bị Bộ Công an tạm giam, hồ sơ tài liệu liên quan bị niêm phong. Hiện Bộ Công an đã có văn bản ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận thụ lý vụ việc.